Cách tính ngày dụng chứng để sinh con trai như thế nào của kênh YouTube bác sĩ Thảo chuyên hướng dẫn nhiều thông tin về sản khoa đặc biệt là cách sinh con trai, con gái theo ý muốn. Cách tính tuổi vợ chồng để sinh con trai, lấy số tuổi của hai vợ chồng cộng lại với nhau, tuổi âm lịch. Ví dụ, chồng tuổi 30, vợ tuổi 26 bằng lớn hơn 30 cộng 26 bằng 56. Nếu tổng lớn hơn 40 thì đem trừ 40, trừ đến khi nào có kết quả nhỏ hơn 40. Nếu tổng nhỏ hơn 40 thì không thực hiện bước này. Ví dụ kết quả 56, ta lấy 56 40 bằng 16, lấy kết quả đó trừ đi 9, rồi lại trừ 8 rồi tiếp tục trừ cho 9 lặp lại như thế cho đến khi được hiệu là số nhỏ hơn hoặc bằng 8, 9 thì dừng. Ví dụ, 16, 9 bằng 7, dừng lại, không phải trừ nữa. Kết quả cuối cùng, nếu kết quả cuối cùng là chẵn, bạn có bầu trong năm và sinh cùng năm đó thì sẽ có bé trai. Ngược lại, muốn sinh bé gái thì có bầu năm trước, sinh trong năm nếu kết quả cuối cùng là lẻ, bạn có bầu trong năm và sinh trong năm thì sẽ có bé gái. Ngược lại, nếu có bầu năm ngoái và sinh trong năm thì sẽ có bé trai. Phương pháp này có tỷ lệ chính xác phần nào đó thôi, nên các bố mẹ chỉ để tham khảo. Cách tốt nhất là nên áp dụng cùng một lúc nhiều phương pháp tính toán có trên kênh của bác sĩ Thảo rồi chọn ra một kết quả chung nhất từ đó sẽ cho ra kết quả tốt hơn nha.